Này em Tư. Chà, cắt bông cũng nghệ thuật dữ hen. Biết cắt cây ngắn cây dài được nữa chứ. Trời đất ơi, bàn tay nghệ thuật không? Bàn tay nắng niu hoa cúc, bàn tay yêu thấm giọt lệ đầy. Măng có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lửa thương. Và mùa xuân đó có măng thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào. Lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau 40 năm rồi. Ủa, con mới qua hả? Dạ, tí má hát hay quá à. Dạ. Hết mà, hát cho vui. Ủa, sách vở gì dữ con? À, con có mua mớ bánh kẹo qua biếu tí má ăn Tết. Ờ, được á. Má chưa có mua. Dạ hả? Mà đợt này nghe, con mua toàn là bánh kẹo ngoại không á, hàng xịn. Ủa, mua bả đồ ngoại chi vậy con? Dạ, năm nay mình đổi, với lại bánh kẹo ngoại á, nó ngon, mà mẫu mã nó đẹp nữa tí. Không có được đâu nghe. Bởi vì bánh kẹo ngoại này đó, mình ăn ngày nào, lúc nào không được. Còn mấy ngày này á, là ngày Tết dân tộc cổ truyền, mình phải ăn những cái món truyền thống. Nó thèo lèo, mứt chuột nè, mứt dừa, mứt bí, mứt hạt sen, bánh phồng, bánh tráng, bánh tét, dưa cải, cá lóc nướng, dưa hấu. Đó, thì nó mới ra cái Tết của Việt Nam cho con. Dạ. Tía nói đúng rồi đó con. Cái Tết cổ truyền á, thì mình phải giữ đúng phong tục cổ truyền, thì nó mới ý nghĩa được chứ. Nhưng mà tía má, con thấy bánh kẹo nào nó chả giống nhau, với lại... miễn là đầu năm mình ăn bánh kẹo ngọt á thì cả năm ngọt ngào được rồi má. Đâu có được. Tết Việt Nam thì mình phải ăn mấy món Việt Nam chứ. Mấy cái món đó là món truyền thống của ông bà tổ tiên mình để lại. Con đâu có thay đổi được. Nè, cái nét đẹp của truyền thống là cái Tết cổ truyền như vậy nè, con phải giữ, mình còn lại truyền lại cho con cháu sau này chứ. Dạ, con biết rồi má. Con xin lỗi tía má. Giữ rồi qua Tết ăn cũng được sao con? Ba dĩa đó con. Nè rồi mai có rảnh không? Dạ rảnh. Đi chợ với má nghe. Đi chợ. Mình mua nếp, mua đậu, mua thịt đồ về. Mình gói bánh tét. Má tính gói cho nhà con luôn. Rồi gói nhiều nhiều, đem qua biếu anh chị xui ở bển luôn. Nếu mà đi chợ mua đồ thì con đi với má. Còn gói bánh tét cho nhà con thì thôi khỏi đi má. Ủa sao vậy? Đặt mày chợ hết rồi. Chàng ơi. Trời đất ơi. Dạ. Bánh tét nó gói nhà nó ngon muốn chết, đi đặt làm chi vậy? Hả? Ở nhà mình nêm nếm cho nó vừa miệng, rồi tối đêm nay xúm nhau nồi bánh tét với gia đình mới ra cái Tết chứ con. Dạ. Đúng rồi. Con mà nói nghe nè, bây giờ thôi hồi ta đi. Ừ, rồi cái gì đi chợ mua đồ với má rồi về cả nhà mình á, xúm vừa gói bánh, nấu bánh. Vậy nó mới ra không khí ngày Tết nó mới vui con. Ừ. Ăn nó ngon nữa. Hen. Dạ, vậy thôi để con nói ta hồi lại. Vậy đi. Dạ. Nè, nhớ mua gói bánh tét á. Mua cái mỡ heo mà mua cái mỡ lưng á, phải không? Về gói với đậu xanh nó ướp muối vậy thôi. Đừng có làm ba cái màu mè vô nó ăn nó không có ra bánh tét, thấy không? Tôi biết rồi, tôi biết ý ông mà. Ông nói tôi muốn chảy nước miếng rồi đây nè. Làm y vậy đi nghe. Tôi nói rồi đó mà không có có mà sửa đổi cái này cái kia cái nọ thiệt tình. Trời ơi, cắt cái bông của tôi rồi.